Ok, tiếp tục bài đây sẽ là bài 45 trong chuỗi 50 bài tập cơ bản của mình ha. Rồi thì đối với bài này mình cũng sẽ phân tích nhanh luôn là gồm hai chi tiết, hai bộ phận. Đầu tiên là cái khối đằng sau đây. Thứ hai là cái khối bên hông. Rồi, đó, vẽ thằng nào trước cũng được ha. Thằng nào có nhiều dữ liệu nhất thì vẽ. Được chưa? Rồi ví dụ như mình thấy anh ấy, thằng đấy này không có kích thước rõ ràng, vẽ liền ít chút ra dày bao nhiêu, dày 20 là xong rồi. Rồi bắt đầu có cái bề mặt của nó, có cái bề mặt, có cái vị trí hơn, vẽ cái biên dạng này ra, tạo ràng buộc rồi này nọ là nó sẽ tự động đen được ha. Ok, rồi vậy tập trung vẽ cái khối đằng sau. Thì để mà vẽ được cái khối đằng sau thì cái phái là cái hình chiếu đây nó cung cấp nhiều dữ liệu nhất không, thì lấy cái thằng đây làm. Ok ha, rồi chuyển. Rồi vẽ bắt đầu từ đâu thì những cái này nó quá đơn giản rồi, không có cần bàn cãi ha. Thì để ý thử nè. Rồi đây là một cái hình chữ nhật bo góc R20 đúng không, thì tại vì sao mình lại vẽ chi cho đường line, chi cho nó cực. Rồi mình chỉ cần hai cạnh đây cho bằng nhau 40. Rồi fillet đúng không, fillet R20 vô vị trí góc này, xong chưa? Rồi đó, xong rồi đó đúng không, chút ra bao nhiêu, ít chút ra 20 nữa là xong rồi này. Rồi xong được cái đế rồi đó đúng không. Bắt đầu quay ra cái mặt phẳng đằng sau, nhớ nha, cái mặt phẳng đằng sau là cái mặt phẳng này đó, cho đúng cái hình chiếu nè, quay cái mặt phẳng đằng sau đó và vẽ được chưa. Thì cái biên dạng của nó sẽ là cái biên dạng ngoài ngoài này đúng không, đó đây đó, một cái biên dạng thẳng lên hai cái R đúng không, hai cái đường uốn ở đây. À thì mình để ý chút xíu nè, hai cái đường fillet đây nè. À thì lát nữa mình dựng 3D xong mình fillet được hay không, hay là mình còn fillet trong trong 2D á, thì mình coi thử cái nào cho nó tiện ha. Thì ví dụ như hôm nay thì giờ ngay đây thì mình chỉ cần vẽ cái hình chữ nhật ra, mình ít chút nữa là xong rồi, 20 tổng tổng độ dài đây là 50 hơn, chỉ là tổng từ mép đằng này ra đằng này là 50 đó, mình ít chút là xong. Ở đây là mình đang 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 muốn là fillet trong 2D ha, fillet trong 3D nha. Đó, nên là mình vẽ cái hình chữ nhật thôi cho nó nhanh, ít chút đây là xong rồi fillet tính sau. Được chưa? Rồi tại vì sao ở đây mình biết được là vẽ từ 20 đây, cái này 20 vậy. Khoảng cách từ đây lên đây nè, nó không có nói năng gì thêm. Đúng không? Đó, nó chia đều hai bên, không có nói năng gì thêm, vậy là mid plane ha, chính giữa 40 chia đôi ra là 20. Rồi được chưa? Fillet kết vào cạnh này, chọn vào fillet, fillet bao nhiêu? 10 đúng không? Rồi fillet này 10 nữa. Xong. Đúng không? Đó, cũng là một cách. Cách thứ hai là gì? Vẽ trong quá trình khi mà mình vẽ này, thay vì mình vẽ hình chữ nhật. Đúng không? Thì mình vẽ luôn một cái biên dạng này luôn. Đó. Fillet đồ này nào luôn hơn, nhưng mà mình thấy ô tô vẽ này mệt quá. Lát nó fillet nhìn thấy nó nhanh gọn lẹ hơn, khỏi mất công vẽ. Ok ha. Đó. Đó cũng là một cách. Rồi, vậy đây sẽ là cái bài 45 của mình, khá đơn giản đúng không? Rồi, nhớ ai chưa vào group này thì nhớ vào hơn. Đây là những cái dịch vụ mà mình đang cung cấp, bán tài liệu, dạy kèm, mô phỏng thiết kế gì đó vân vân ha. Rồi mọi người có nhu cầu gì cứ liên hệ mình. Rồi, mọi người muốn lấy tài liệu, muốn tham khảo tài liệu thì nhớ vào ảnh ha, hoặc là vào trong cái thằng này search thằng SolidWorks cho mình để tải thêm nhiều cái bài tập, nhiều cái tài liệu hay ha. Rồi, ngồi ra thì đây sẽ là cái kênh YouTube mà mọi người xem video đúng không? Thì nhớ like, follow giùm mình ha. Rồi hàng ngày mình sẽ cố gắng là cung cấp video bài tập lên đều đặn. Ok ha. Mọi người nhớ theo dõi ha. Rồi, xong, vậy là mình đã hoàn thiện xong luôn cái bài 45 ha.